Jolly Mac Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Phố cổ Hội An, di sản văn hóa thế giới, nơi thời gian ngừng đọng. Những mái ngói rêu phong, những con hẻm nhỏ ngập nắng vàng, những bông hoa giấy đua nở đủ sắc màu. Tất cả tạo nên một vẻ đẹp dung dị, làm tâm hồn ta an nhiên, thanh bình và ấm áp. Ôi em! Trời ơi! Biết sao không? Tại hai anh mặc áo xanh nổi quá à, nên là em đứng từ xa là em đã thấy rồi đó. Cùng Mạc Văn Khoa, Phát La, Hoa hậu Tiểu Vy khám phá tất tần tật vẻ đẹp nơi đây và thưởng thức trọn vẹn ẩm thực đặc trưng nơi phố cổ. Ui, nóng nóng lắm. Em cảm ơn mấy em nha, nước ngon quá. Cảm ơn ạ. Nè. Chào tất cả các bạn cùng đến với chương trình Ẩm thực kỳ thú. Chương trình được phát sóng vào lúc 15 giờ chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhà hàng Jolly Mac Foods đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì các bạn đang biết Khoa và Phát La đang đứng ở đâu không? Đó chính là Hội An, một nơi được công nhận là di sản văn hóa thế giới, nằm kế bên dòng sông Thu Bồn, một nơi tuyệt vời, một nơi tuyệt đẹp các bạn ơi. Quá đẹp, khi mà các bạn bước chân vào Hội An thì giống như mình lạc vào một cái thế giới cổ kính vậy đó. Các bạn có thấy liên tục những cái hàng ngói rêu phong lợp vô cùng đẹp. Nhưng mà đấy là ban ngày thôi, còn vào buổi tối ấy, thì đằng xa xa tất cả đây là những cái ánh sáng của đèn lồng, thì em hiểu là nó đẹp như thế nào nữa. Đúng vậy, buổi sáng thì nó đã quá đẹp rồi, nhưng mà buổi tối là đèn lồng lên đèn nữa là đúng như vậy, vô địch. Ngoài những cái nét cổ kính này thì chúng ta có thể trải nghiệm những cái trò chơi dân gian dọc con sông Thu Bồn. Đúng như vậy, không chỉ những trò chơi dân gian thôi mà ẩm thực ở Hội An cũng đa dạng và phong phú lắm. Và ngày hôm nay ngoài thưởng thức những cảnh đẹp như thế này thì Khoa và Phát La cũng không quên khám phá ẩm thực ở đây nữa, đúng không Phát? Đúng vậy. Chúng ta sẽ ăn hết Hội An, ăn sạch Hội An, ăn tất cả các món ở Hội An. Ồ, gì em? Em mới nhớ ra ta, hình như là có một nghệ sĩ quê đây luôn. Ủa vậy hả? Ai? Ủa, em? Sao mình không gọi điện kia mình đi chung được không ta? Mà ai, em có quen không mà gọi? Tiểu Vy. Ủa, à, bạn em, my friend. Ủa, Tiểu Vy ở đây hả? Đúng rồi, Tiểu Vy quê đây, đúng rồi. Gọi ngay đi. Tiểu Vy quê đây. Có thổ địa dẫn đi, mình sẽ ăn được nhiều món hơn. Quên mất. Đây.
hơi lâu bắt máy em ạ. Đấy, à, bắt máy rồi kìa. Hello Vy. Hello em. Anh Phát La nè. À, anh đang ở Hội An. Tụi anh đang ở phố cổ nè. Nghe nói là nhà em ở quê em quê, ở đây á. Quê em ở đây đúng không? Em có đang ở quê không hay là ở trong thành phố Hồ Chí Minh? Đang ở Mô Rứa, đang ở Mô Rứa. Đang ở Mô Rứa, đang ở Mô Rứa. Em đang ở gần phố cổ hả? Trời ơi, trùng hợp quá. Bây giờ vậy, là anh với anh Khoa đang quay chương trình ẩm thực kỳ thú ở Hội An. Bây giờ em có muốn tham gia chung với tụi anh không? Được ăn đúng không anh? Được ăn em ơi, anh thoải mái em ơi. Em ăn tới bao giờ em không ăn nữa thì thôi. Đúng, em sẽ là người dẫn tụi anh đi ăn trong đây, ok không? Đồ đẹp quá. Đúng rồi, bây giờ em bận đồ đẹp qua để quay nha. Bây giờ để bọn anh đang ở quán cà phê, để anh nhắn địa chỉ cho nha. Tụi anh đang quán cà phê, tụi anh nhắn địa chỉ cho em rồi qua liền nha. Ok. Rồi. Bye, lát gặp em nha. Wow. Chào chị. Quái lâu thế, nãy giờ gần nửa tiếng rồi đó. Ừ. Biết hướng nào lừa anh em mình không? Không có. Tiểu Vy là quê đây mà, em chắc chắn luôn. Để em gọi thôi. Đẹp quá Phát ơi, dưới dàn hoa giấy này. Đằng sau là những cái tường nhà màu vàng. Quá đẹp. Ủa? Ôi em. Trời ơi. Biết sao không, tại hai anh mặc áo xanh nổi quá à. Nên là em đứng từ xa là em đã thấy rồi đó. Dễ thấy quá đúng không? Là nãy giờ về nhà chuẩn bị đồ đẹp trang điểm á hả? Em phải đi mượn một cái đầm thật là xinh. Nè, để lên chương trình cho nó xinh. Đứng cái bé cao quá. Tại em đâu có thấp đâu. Em chỉ thấp hơn Vy thôi chứ đâu có thấp. Hoa hậu cao quá. Thì mình có thể là thấp hơn hoa hậu không sao hết. Khỏe không? Dạo này vẫn khỏe. Khỏe đúng không? Hôm nay là đi ăn banh xác luôn. May là em về đây. Lúc anh gọi em là em chưa có kịp ăn cơm đó. Nó đang đói là bí rồi. Thôi bây giờ đi ăn, không em đói xỉu đấy. Ý là sẽ giải thích cho cái chuyện là lát mình ăn nhiều á. Ok, bây giờ đi ha. Đi em, đi hướng nào? Đâu, thổ địa thì không? Có đòi ở thổ địa thì không? Bây giờ anh muốn ăn ngày xưa gì? Em có hay vào phố cổ chơi không? Em có, ngày nào cũng vào. Có thì dám dẫn đi. Em lớn rồi ở đây phải không? Đi thôi, kệ đi đại. Kệ đi đại hả? Ủa phải Mỹ tốt quá ăn là được. Ủa? Ủa thổ địa đúng không vậy Khoa? Đúng, thổ địa chắc tin em đi. Anh nghi quá à. Mình sẽ ăn bánh bèo trước nha. Bánh bèo đi em. Hấp dẫn ha. Bánh bèo trước. Cho tụi em mấy cái bánh bèo với ạ. Cho mấy cái bánh bèo. 4-6 cái thì mỗi người ăn 2 cái trước ha. Dạ. Yeah. Đây, em ăn thêm không? Đây, em cảm ơn chị ạ. Ăn bằng cái cây tre. Dạ. Wow, ăn bằng cái cây tre này à? Anh phải lấy cái muỗng. À, một cái muỗng nữa. À, chan nước mắm thôi. Em ăn trước đi, anh coi thử với. Bây giờ anh chẻ nó ra làm bốn, đâm vô ăn. Cắt làm bốn. Xong rồi múc móc lên xong đâm vô. Anh thích ăn muỗng cũng được nhưng mà rớt phát rồi. Đâm vô. Em đâm nó rớt. Mình có thể ăn bằng muỗng. Ăn bằng cái này đi. Nhưng mà ăn bằng cái này thì nó xưa hơn. Ngon nha Phát rồi, béo á. Ngon á. Ngon phải không? Ngon. Chúc ăn nữa, ăn nhiều món ngon nữa. Bên kia chị bán gì ta? Đây là tàu phớ. Lẩu hủ, tàu phớ. Em ăn thì kêu chị luôn. Đói quá. Em ăn hạt sen cho mát, anh ăn hạt sen. Ừ. Em ăn gì? Em ăn hạt sen. Hạt sen, anh ăn cái gì? Cái gì đậu? Đậu hũ. Đậu hũ nha. Cô ơi. Dạ, cô cho cháu một ly tàu phớ với 2 ly hạt sen nha cô. Cái này em biết nó làm từ gì không Viên? Anh nó giòn à. Chứ cái này là gì ạ? Sợi mì cao lầu. Sợi mì cao lầu. Phơi khô không chiên. Nó có hai loại bánh bèo ngọt với bánh bèo mặn lạc. Lạc là mình đang ăn á. Là cái nhân nó màu, cái bánh nó màu trắng. Còn bánh bèo ngọt là nó màu nâu á kìa. Vậy là bây giờ là anh tin là Vy ở đây rồi đấy. Đây anh trang cho em nè. Ngon không? Á chú cha hổng thùng. Chào chưa đi anh làm chó. Anh trang nhiều nước mắm. Không thì tiền chén ít tối thì bảo anh. Mà em chưa được chịu được chưa? Rồi, chén đầu tiên anh chan cũng hơi quá tay á. Đấy. Mặn không? Mọi người chan ít nước mắm thôi nha. Dễ mặn lắm. Dạ. Phan nó là lặng lắm. Dạ em cảm ơn chị. Tốt tính. Đúng rồi. Một mình nó cảm giác có thể làm đủ mọi thứ hết á. Đây à.
Cho anh ít khăn lau miệng nha Phan nha. Dạ, dạ. Tâm sự răng không? Dạ. Dạ đây. Ít khăn lau miệng nha. Khăn giấy đi. Anh cảm ơn. Dạ. Vi lau miệng không? Vi lau miệng mới lau cho anh mà. Có một hai miếng cho anh. Rồi, ok. Phát chương trình giống như một người mẹ vậy đó, chăm sóc các con. Thôi cầm anh cái hũ tàu hũ bếp. Dạ. Múc cho anh một miếng á. Không, cái này là ở độ nha anh. Không, cái này là ở độ nha anh. Chứ không phải người mẹ. Thế anh chịu múc. Không thấy giống người mẹ nha. Wow. Con nhìn ly anh ngon ha. Ngon Phát ơi. Em phải xác định là ngon nha. Em vẫn thấy này ngon. Bèo ngon thiệt chứ. Ngon quá. Mình đang đi bộ trời nóng nóng mỏi chân mà xuống hút một cái bát mì tàu tàu phở này, đậu hũ này, nó tỉnh con người đấy. Hạt sen cũng ngon rồi nha. Đây bây giờ hai anh ăn xong đây, em sẽ dẫn cho hai anh đi ăn cái bánh crepe chuối ngon lắm. Bánh gì? Bánh crepe, mà nhân chuối. Crepe hả? Crepe, crepe, crepe chuối hả? Crepe. Thôi dẫn đi chứ anh ăn xong rồi. Ê, của em muốn vô xong. Ủa, anh phải nhanh như vậy chứ. Thôi vậy em tính tiền đi. Rồi ăn xong rồi đi luôn. Rồi anh tính tiền nhá. Chị ơi cho em tính tiền ạ. À, của chị 25.000 ạ. 25.000 ạ. Ồ, rẻ thế. Rẻ hả? Anh có mấy cái 25.000. Ủa? Cái này là bánh gì đấy? Quên, em quên giới thiệu. Ở đây có bánh xoài, khá là ngon. Có tên gọi là bánh xoài nhưng mà khi mà anh ăn anh sẽ bị hết hồn. Hết hồn? Nani? Thế tôi cho anh ăn thử một cái đi. Tôi ai cho anh ăn thử anh mới mua. Ai cho thử phải mua chứ. Dạ, ai mua một cái thử trước nha con. Ăn luôn, cho con ăn luôn. Ngon hả? Nó làm nhân gì? Nhân lạc với đường. Đậu phộng. Xoài đâu ta? Xoài đâu ta? Còn trong này không có xoài đúng không? Không có xoài con. Chắc làm bánh này dưới gốc cây xoài á. Con mua em ăn đi em. Một mình ăn. Xin đồ anh của anh Hoài. Thôi vậy cho con mấy cái luôn đi cô. Để anh thử cái đã. Em đảm bảo ngon mà. Ngon á. Nó giống một cái, hơi giống một cái bánh ngày xưa anh ăn, anh quay ở Tây Bắc. Trong nó cũng có nhân đường mà ngoài cũng dầu dẻo rồi. Đường với là đậu phộng. Ngon. Ngon đúng không? Mua nha. Thôi, mình mua hết đi ha. Mua hết. Dạ. Bán cho con hết luôn. Bao nhiêu một cái ạ? 5.000. À, đúng rồi. Đây là cái đoạn đường mà ra cái chỗ bánh crepe mà em hay ăn. Thì em sẽ dẫn mọi anh đi. Hẻm dễ thương quá, đúng là Hội An các cái hẻm không cũng đẹp phát à. Nhìn nó ảnh ảnh nghệ thuật á. Hẻm lắm luôn á anh. Cái hẻm này, cái hẻm này mà chụp hình là hết sảy không anh? Wow, đây là bánh chuối quét hả? Bánh chuối banana. Banana pancake. Banana. Wow, quấn cái hình tròn siêu này. Xong là bỏ chuối lên. Đó là chuối và trứng mình cần cho mình đi ra. Là chuối và trứng hả? Hấp dẫn quá ha. Đúng là anh không sai lầm khi gọi em đi à. Chuyên nghiệp quá. Anh bán lâu chưa? Bao nhiêu năm rồi? Anh bán được 2 năm anh. 2 năm mà đã chuyên nghiệp thế này rồi, 20 năm nữa quay lại chuyên nghiệp cỡ nào ha. Nhiều khi không cần cái thớt này nữa. Dùng tay ha. Nướng trên không nó dùng bằng tay. Nó nhồi mỏng ra. Còn mình làm bằng tay này cho nó được xinh hơn. Cái này nhân của mình là chuối gì vậy? Cái này là chuối móc. Móc. Dạ. Móc. Thơm quá ha, đứng nghe cái mùi anh làm thôi là đã đứt mũi rồi. Dạ đây. Hấp dẫn quá. Giận quá. Ui, ui, cắt ra nữa hả? Này là cái đồ mà cắt pizza đó. Cắt ra xong rồi tưới sốt lên. Cái này là sô cô la phải không anh? Sô cô la. Còn đây là chứ đây. Ủa nãy nhìn tưởng tương đen chứ. Tương đen không? Sức mà cho đây, hay bỏ tương đen ở đây. Đây. Chơi được phát đi em ăn trước đi. Em cứ dùng trước đi. Anh ăn đi. Nóng anh nha. Có thể cho con nút vòng mồm em một phát. Nhìn anh ăn
mà nóng 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 tăng rồi. Ngon á. Em nữa. Uống được nóng nóng không? Em. Ngon. Ngon mà. Ngon mọi người ơi. Còn ngon để em có dẫn đi chứ. Rồi, của em bao nhiêu ạ? Của mình 3 phần là 120 ạ. Dạ. Dạ, anh biết như thế ạ. Sao em cảm ơn một người nhé. Không không. Đi ăn. Ăn bánh rồi xong ăn khác nước quá. À, đây 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 đây. Đúng rồi. Đi anh ơi. Hả? Đi. Phải hả? Đi không? Đi. Uống gì? Ý là anh khát nước đúng không? Ăn cái này xong thì khát nước đúng không? Em sẽ dẫn đi qua một quán nước cũng khá là nổi tiếng mà ở một mình chỗ đó bán thôi. À, mình chỗ đó bán cái loại nước đó đi. Đúng rồi. Nó có tên lạ lắm. Em chào anh nha. Đây, đây 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 đây. À, tới nơi rồi, chỗ này bán nước đấy hả? À, đây là một quán rất là nổi tiếng cho Hội An nè. Ủa vậy hả? Rất là nhiều người uống nước mót và cơm gà đó. Nước mót hả? Đó, nó có tên gọi khá là đặc biệt. Dạ, anh ơi cho em ba ly nước mót ạ. À. Đây, để em gửi tiền. Rồi, anh cảm ơn. Đây, đi. Em gửi tiền hả? À? Dạ. Ông hút bằng... nên xài nhưng bằng ông hút bằng tre và hút tre này nè. Đúng rồi, rất bảo vệ môi trường. Cái nước ngon mót này nước ngon đó. Cái nước mót này nó lạ hơn những cái nước khác là khi mà mình uống xong nó có cái vị hậu á. Anh có để ý không? Đúng rồi, đúng cái rồi. Vị hậu ở trong cái cổ họng á. Cổ họng, đúng rồi. Nó nhẵn. Hay nhỉ. Nhưng mà chỗ khác nó làm em thấy là ở một mình chỗ này nó mới làm ra nước mót này thôi á. Ừ. Thôi bây giờ mình vô chợ luôn đi. À, mình trong chợ cũng có nhiều đồ ăn ngon lắm. Đi. Cảm ơn mấy em nha, nước ngon quá. Cảm ơn ạ. Nha. Chợ Hội An cũng lớn em nhỉ? Ừ. Anh thích những cái mái ngói á, nhìn cổ kính ha. Đẹp quá ha. Ở đây thì món ăn nào là nổi tiếng nhất hả Vi? Ở đây nổi tiếng là nhiều lắm, như cao lầu, cơm gà, mì quảng, bánh mì. Nhiều lắm luôn á. Hát em ăn cao lầu chưa? Rồi, em ăn rồi. Anh chưa được ăn. Ngon lắm. Ngon lắm hả? Vậy là hôm nay phải cho anh Khoa ăn. Ờ, vậy hôm nay nấu cao lầu đi ha. Nấu cao lầu đi. Vậy thôi mình mua hôm nay, nguyên liệu luôn, ở đây luôn đi. Em biết nguyên liệu nấu luôn hả? Biết luôn. À, nếu vậy thì ở đây có chợ nè, tao hỏi cô luôn. Mình mua. Dạ, con chào cô ạ. Cao lầu ở đây. Chào mấy cô. À, cô bán cho con mấy cọng cao lầu. Mấy cọng cao lầu. À, mấy cọng có. Cọng gì mà mấy người ăn mà em. Mấy ký thì mấy lạng. Nửa ký đi ạ. À, nửa ký. Nửa ký cho là. Một ký ạ. Cao lầu đi. Rồi cái gì nữa em? Chốt ram của cô lầu. À, đây cái ram. Cái ram của cô lầu. À. Bỏ ở trên cái cô lầu á, cô lầu cái tô cô lầu đó. Cái này chiên lên đúng không? Chiên. Chiên xong là cho con tương ớt. Ngũ vị hương. Ngũ vị hương hả? À, ngũ vị hương. Để lòng. Ui cái này thơm lắm đấy. Dạ cái này thơm lắm. Rồi vậy là nguyên liệu xong rồi, hôm nay em nấu hả Vi?
Thì em cũng không rõ lắm. Anh nhìn mẹ. Em mua nguyên liệu như đúng rồi, giờ nói nấu không rõ lắm. Rành lắm chứ. Ủa cô biết nấu không? Cô làm bình thường, cô chỉ bón thôi. Cô không có thời gian để nấu. Cô trực tiếp gọi điện thoại cho cô tới đây. Cô cho con xin số điện thoại với cô. Tính tiền cho con đi ạ. Đó rồi, anh gọi đi. Dạ, alo ạ. Con chào cô phải là cô Thưởng không ạ? Dạ, tụi con tới chương trình ẩm thực kỳ thú ạ. Tụi con bữa nay rất là thích nấu món cao lầu, tụi con không biết nấu. Cho nên là con mới xin điện thoại, xin số điện thoại của cô để nhờ cô có thể chỉ cho tụi con món cao lầu được không ạ? À, dạ vâng ạ. Dạ, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Vậy con sẽ nhắn cô địa chỉ nhá. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. À, con mua hết đầy đủ đồ hết rồi cô ạ. Dạ, cô chỉ việc tới và chỉ tụi con nấu thôi ạ. Dạ vâng, con cảm ơn cô ạ. Dạ. Cô nói đồng ý rồi đó. Dạ. Ok. Đi qua bếp đi. Đi. Dạ, con cảm ơn cô nhiều ạ. Con cảm ơn cô ạ. Con đi ạ. Mọi người cũng đi. Bây giờ tất cả nguyên liệu đã ở đây rồi, chỉ chờ cô nữa thôi. Phát và Vi ơi, anh đã gọi cô Thưởng chưa? Anh gọi rồi, cô nói là cứ chuẩn bị đi, cô sẽ tới. Có khi cô đi xong qua đó anh đứng lên. Có khi ôi thuyền đẹp quá Phát ơi. Cô Thưởng. Cô Thưởng đi đấy. Thì anh tưởng cô Thưởng bơi tới. Trời ơi, thuyền đẹp quá. Ôi ra cô ơi, dạ. Con chờ cô mãi luôn ạ. Tại tụi con mua hết nguyên liệu rồi mà không biết nấu như thế nào cô ạ. Vậy mình muốn nấu một món cao lầu đúng không? Làm món cao lầu thì cần những nguyên liệu gì ạ? Làm món cao lầu là trước hết là con phải lọc một củ tủa, đập nhỏ, ướp với thịt để cho nó có chất tủa, nó đựng với cái cao lầu nó thơm. Với lại một củ ngũ vị hương để ướp vô. Đây, ngũ vị hương. Với cho một củ là xá xíu. Ở ngoài là mình có thể để có hơn 10 phút. Là lau là còn thấm còn ngon. Càng lâu càng ngon. Càng lâu càng ngon. Sang rồi là bét chỗ lên, đổ dầu vô. Bỏ thịt vào, lật qua lật lại, thái dừa đổ thâu sang rồi. Ngoài là nước tương với lại đường. Mình hòa đều vô, đổ vào. Thịt chín, đem ra xét. Sáp lên tô, nhúng gió với là cô lào, nhúng vô nước sôi, đổ ra, bắt đầu xét thịt đá lai, bỏ cái này vào. Dạ, như vậy là xong công thức rồi. Phát và Vi nắm được chưa? Em là... Sao em mặt hoang mang thế? Đâu, em hiểu sơ sơ đó. Tại hiểu sơ sơ. Làm chương trình này bao lâu rồi mà anh? Em cũng rõ rồi đó. À, một người thì nắm sơ sơ, một người thì rõ rồi. Bây giờ thì bắt đầu thế nào? Đầu tiên là... Lọc tủa ướp với thịt. Tức là thịt này là không cần cắt. Không cần cắt. Mừng hả em, mừng hả? Mình để y khổ, mình bỏ vô, sao mình mới xét lót được. Đây, em mấy tỏi đi. Tỏi rồi làm gì nữa cô? Vậy chiên cái này trước được không cô? Đã, đúng rồi, chiên nếu trước. Vậy thì Vi em chiên cái này đi. Đẹp mặt quá Phát ơi, quá đẹp. Tối xuống là anh sẽ thấy mọi người thả đèn lồng ở dưới sông ấy, rất là đẹp. Đúng là Việt Nam chúng ta có quá nhiều cảnh đẹp Phát à. Em là đi ít, anh đi nhiều nơi, anh có nhiều những cảnh mà đẹp mà làm mình đứng hình thật sự luôn á. Anh thấy cảnh đẹp đứng hình mà, có bao giờ anh thấy người đẹp anh đứng hình chưa? Không em. Không hả? Buồn quá vậy. Anh đang đứng hình đó. Đứng hình đó là không nói thành lời đó. Ủa vậy hả? Trời ơi, mà nét diễn của anh là em không hiểu luôn á. Em từ từ em sẽ hiểu. Chuyên nghiệp rồi đấy Phát ơi. Lúc đầu là xài con dao này là hơi bị ngượng đúng không? Hơi sợ đúng không? Hơi bén quá. Bây giờ là quen rồi. Bén quá, nhát tay, bây giờ học được cách kiểm soát nó rồi. Giấu quá. Giờ mình bỏ vô ướp thịt. Bỏ vô ướp thịt đi con. Đấy, bỏ tỏi vào. Rồi, cho ngũ vị hương vào. Đúng chứ con nhỉ? Đủ rồi, đúng rồi, vào. Mì chính. Mì chính, dạ. Búa xá xíu một rồi. Rồi, một ít xá xíu. Cái sốt xá xíu này nhìn hấp dẫn quá cô nhỉ? Nó hơi giống tương ớt ha. Con thích mấy cái sốt mà nó màu màu vậy nè. Rồi em chiên xong chưa? Rồi sâu rồi đó con, lỗ vô đi. Đấy, cái này nó hơi nhanh cháy nha Vi.
hết hồn nữa. Cô ơi, thiếu món này, con này chưa ăn món này bao giờ. Thiếu mà nó xong với món rồi thì mình ăn như thế nào cô? Thịt chín đầu bắt đầu gắp thịt ra, dạ. Xét thịt ra, xét thịt từ lót ra, sang đầu bỏ gió vào đây, nấu một nồi nước sôi, bỏ gió vào đây, trộn sang là đổ trong tô, đổ tô sang rồi cái bắt đầu thịt nên mình bỏ lên trên, trên sang rồi bỏ cái tép của lào đi vô. Nếu vậy thì ngày hôm nay chúng ta nấu có một món à, ăn món này thì nó hơi khô một xíu. Hơi khô. Bây giờ cô có cái món nào mà nó có nước xíu mà? Thay nước trừ là coi như mình nấu nước nha đôm để mình uống vừa mót. À đúng rồi, nha đam nó mát cơ thể, nó tốt cho da đúng không cô? Đúng rồi. Dạ, da con tốt rồi nhưng mà uống thêm nó tốt thêm. Vậy thì bây giờ chú hôm nay thiếu nha đam. Phát ơi, em nghe. Em đi mua nha đam đi. Sao lúc nào anh cũng hành hạ anh Phát của em vậy? Ủa anh hành hạ hồi nào? Lúc nào cũng sai hết á. Đâu có đâu. Em nói lên tiếng nói của mình, anh có giờ anh hành hạ em không? Có đâu thì... Em như một người mẹ. Trong gian bếp này thì những cái việc cao cả, những cái việc gì thiếu sót thì em làm đúng không? Đúng rồi em. Em đừng có nói anh Khoa vậy, anh Khoa buồn ấy. Thôi được rồi, để anh đi mua nha. Ôi ôi, cảm ơn em trai nha, dạ. Người mẹ của gian bếp. Dạ. Mọi người đợi xíu nha, khoảng 5 phút nữa con quay lại. Ui, bây giờ em bơi qua sông mua bơi cái gì? Bơi qua sông mua hả? Ê, cho tiền em đi mua. Ủa, hồi nãy tiền em giữ mà. Ủa, tiền anh giữ mà. Ủa vậy hả? Đúng rồi, em giữ chứ. Em hay bị quên á. Thôi đi mua một ít nha Đam, nói vui nha. Nha Đam nha. Nha Đam về. Dạ, mọi người đợi con xíu nha. Ướp thịt xong rồi có làm gì nữa không cô? Ướp xong rồi để xí nữa bỏ lên đây chiên. Cái này chiên nó phải đen đen một xíu nè cô. Rồi, đen đen xí đi, không mới giòn. Phát nó đi khách sạn nó ngủ hay sao ta? Chắc đi về ngủ rồi hay sao á? Trời ơi, mua có ít nha đam mà lâu thế ta? Hay là sợ anh quá nó đi luôn rồi? Hay có khi nào... nhảy xong? Phát ơi! Phát! Sang rồi mình bật bếp đi, bắt đầu bật bếp bây giờ chiên thịt. Chiên thịt. Dạ. Hồi nãy em chiên cái kia rồi thì để anh chiên thịt cho. Anh ở nhà có hay nấu đồ ăn không anh? Anh ngày xưa cũng không biết nấu nhưng mà nhờ được chương trình ẩm thực kỳ thú đào tạo cho đi đây đi đó nên bây giờ là cũng nấu tạm được. Chắc em cũng phải nhờ chương trình. Đúng rồi, như hôm nay đấy, sau ngày hôm nay thì em sẽ biết nấu được món cao lầu. Có thể là chưa ngon nhưng mà vài lần sau nấu thì nó sẽ ngon hơn đúng không? Đúng rồi. Đâu phải ai nấu lần đầu cũng ngon như con đâu. Má. Rồi. Đấy. Hay là đây, để em chiên cho anh đi tìm anh Phát thì em sợ ổng lạc đường quá à. Rồi về em ở đây em chiên thịt nha. Để anh đi tìm người đi. Mẹ của gian bếp về. Từ con để trắng giòn bay cái rồi mình chở lại. Dạ. Con lấy cái nước tương với đường đây. Nước tương với đường à? À, nước tương với đường quậy vô. Cho xí nước lạnh đi. Xí nước lạnh vô. Thôi, được rồi đó con. Đổ hết vô đây nè. Quái thằng này nó đi đâu rồi ta? Không thể tưởng lại được đồ ăn của Hội An. Quá ngon. Chè hạt sen nữa, xuất sắc. Quá ăn rồi phải khóc luôn. Đồ ăn Hội An ngon quá. Quá ngon. Quá ngon luôn đó hả? Trời ơi, anh với mọi người đang ở bếp nấu hùng hục mà em ở đây ăn chè là sao Phát? Em sống như vậy, anh đã nói mọi người em sống rất là người có đạo đức. Mà bây giờ em cư xử làm sao được Phát? Anh ơi! Anh nè! Ông nãy cái anh kia, anh kêu em giữ chỗ giùm á. Đi đâu rồi? Anh ấy kêu giữ chỗ rồi, anh có kêu ăn chè luôn không? Đâu có.
Kêu đi mua nha ram đâu mà ngồi đây ăn chè mới xiên thịt nướng là sao? Giờ nha ram mua được chưa? Chết, à lấy cái túi nha ram em rồi. À đây. Đây. Em xin lỗi tại vì ngon quá. Đồ ăn Hội An không cưỡng lại được anh à. Ok không? Hả? Anh thấy sao? Đúng không? Cho anh một ly chè nữa coi. Cho anh một ly chè nữa coi. Thôi em nghĩ là mình ăn một ly xong rồi mua hai ly đem về ha. Em mình chuộc lỗi đúng không? À dạ. Cho con hai ly đem về nữa nha cô. Cho con trao vô xí đường vàng đây đây. Đường vàng. Xí này hả? À, bỏ vô đây đây. Ủa đường vàng để làm chi cô? Để cho bớt cái chất mặn mà có độ chất thanh, chất ngọt của nước nước sốt. À, thế là mình cho vô cô Lào. Cho vô cô Lào. Đi vào đây em. Mặt em sao có vẻ tội lỗi thế? Trời ơi, sao con phải đi lao dữ vậy? Dạ, con về đây con. Đến bây giờ mới thấy. Đi tìm khắp chợ ông thấy luôn, cuối cùng vào quán chè thấy đang ngồi ăn chè luôn rồi. Trời đất ơi. Xin lỗi mọi người, tại ngon quá. Không cưỡng lại nổi cái sự cuốn hút của chè Hội An. Cho nên con tạ tội con mua hai ly chè con tặng cô với lại Vi. Tha lỗi nha. Xin lỗi nha cô, đừng có buồn con. Hoa vô đây lồm đây nè. Dạ, đổ, dạ, ngon quá. Đổ nước tương vô. Bây giờ đổ nước tương vào đây ạ. Đổ nước tương vào để cho mình kiếm lấy cái nước sốt nó xí nữa mình cho lên cô Lào. Dạ dạ. Đổ hết vô đây. Ui, nước tương nó ngấm vào thịt. Em sao vậy Phát? Giống như em bị phạt vậy á. Không ai nói chuyện với em hết. Ai mà em đi ăn chè. Bây giờ sao đây, anh thấy... Rồi cho anh nấu nè. Hay là giờ em tả tỏi mùa, em nhảy xuống đây. Thôi, không nhảy nữa. Thôi, thôi, được rồi. Xong nước quá à. Được rồi. Với anh cũng cùng với em ăn 3 ly chè mà. Quên nói thử nói ra. Cái này kho ngon quá cô. Thêm nước tương hả? Thêm nước tương. Nhìn cái màu thì vay nó ít nước tương quá, sợ cho không đủ. Chà, cái này lát hồi cắt ra cái này ở ngoài là nó chín giòn ngon, ở trong nó còn trắng. Mẹ, anh ăn nhưng mà anh biết. Rau anh ăn cá lầu rồi mà. Vậy là bây giờ chỉ chờ nó chín rồi. Vậy trong đấy thì mình làm nha đam thôi đúng không? Đúng. Vì Phát ăn chè em đảm nhận món này nha. Dạ, đây ạ. Cái nha đam này chị con bắt đầu cái nha đam là gọt ra nè. Lấy cách ha, cho một xí muối, đổ nước lạnh vô. Bắt đầu mình ngâm nha đam. Phải nước lạnh mới được ha. Nước lạnh cô. Ý là mình ngâm nha đam cho mình rửa cái nước muối cho anh. Nước lạnh. Bắt đầu chờ gọt nha đôm. Vì cái món này nó khô quá, thành thử ra mình lồn cái nha đôm này mình ăn cho mát. Được chưa cô nhỉ? Đổ nước nhiều vô đây. Đổ hết vô luôn. Đổ hết vô đây. Chà, nhìn miếng nha đam hấp dẫn quá em. Sao sống mình nè, sao cái gì anh cũng thấy hấp dẫn quá vậy? Em nhìn kìa, nó tươi á. Chà nha đam. Đây đây con làm. Gọt hết cái vỏ này ra. Dạ rồi. Cái này có mũ không cô? Mình có cần đeo bao tay không? Không. Không hả rồi. Cứ gọt hết nó đây đi, gọt sang rồi con xét một lượt. Em gọt bỏ vỏ nha, chứ đừng có bỏ nha đam nha. Đây. Dạ. Đôi khi chúng ta cuộc sống vội vã, chúng ta chỉ biết ăn thôi. Không hề biết là nó làm thế nào. Dạ. Tới quá rồi hả? Ôi, con này cứ đam mê chiên quá. Bắt đầu gắp này rồi. Đấy, xong miếng thịt rồi Phát ơi, vàng ươm Phát ơi. Đúng rồi. Anh nhìn vậy đó, anh cắt ra, bây giờ cắt ra mới ngon á. Rồi, bây giờ con đi lấy nước ra qua để trụng một xíu trụng cao lầu. Rồi. Nước về rồi đây cô ơi. Dạ, con bật ra lên đây. Dạ. Bật ra lên. Đó. Rồi. Cô ơi. Giờ con có thể xắt cái miếng này ra không? Đã nguội rồi con xét. Ồ gần xong rồi đúng không cô? Xong rồi. Wow, cắt thịt nữa là xong rồi. Nữa là có món cô Lào rồi đó. Nữa là ngon. Cái này cũng nhanh thôi cô ha. Nhanh thôi, cái này nhanh thôi. Sao em thấy anh cái nuốt hoài vậy? Anh không biết đâu nuốt nó có tiện ra như vậy. Sao anh cũng múc gì vậy? Thèm em. Thèm á? Wow. Ui. Chắc có gì nó rẻ hơn. Rất là thèm. Nhìn miếng thịt nè anh Khoa. Anh cho lời cảm thán cho anh Khoa. Bên ngoài cái da nó vàng, nhưng mà bên trong cái thịt nó hơi đỏ một chút xíu. Khoa ơi. Thôi anh ngại lắm. Thử miếng đi, hai anh em mình cùng thử. Anh ơi, em cũng muốn ăn quá. Lấy nước chè đi. Ui, ngon lắm Phát ơi. Cái thịt nó, cái mỡ nó béo, trong cái thịt nạc nó không bị sát nha.
mà thịt nạc nó rất là mềm và nó rất là ngọt. Em chỉ cần ăn thôi, còn ai đến lo. Ngon quá hả? Ngon lắm. Hết sảy chứ. Ngon quá cô ạ. Em cũng thấy ngon quá. Thịt xíu này thơm quá. Rửa bỏ vô đây đi con. Dạ. Con móc bỏ vô thôi cô. À móc bỏ vô đây, cái bát bếp lên lại nấu đây. Ngon quá. Em thử mà liên tục vậy bác. Cái cảm giác mà ăn dũng á anh. À, ăn ngon đúng không? Lúc còn nhà bếp á. Ừ. Anh bỏ bớt mấy cái cục mỡ ra cho em mấy cục nạc nha. Rồi đây cho nạc. Ngon quá. Nghĩ anh đi bảo. Anh kết nạp em vô hội những người ăn dùng mà ăn nó rất là ngọt thiệt cô. Con có cái thắc mắc là cái cọng cao lầu này là lấy nước giếng Ba Lễ mới làm ra thôi đúng không? Đúng rồi. À là giếng Ba Lễ mới làm được ra cái cọng này mới ngon ạ. Đúng rồi. Wow. Đừng pho ba đem xuống bếp là bếp nó dạ, đầy dạ, náo đi. Đây, còn cái này là mình nấu sôi lên cho đường và là ra món chè đúng không ạ? Đường là. Cô ví dụ như mà cái cọng cao lầu này mình làm mà làm nước bình thường vậy có ra không? Không. Không ra. Dở không ngon. Rồi hát nước nó đi con. Nè từng vây bỏ gió vô, bỏ cô lào vô. Giờ trộn bốn tô thật là đẹp mắt nha. À gió đây con này, gió đó kìa. Dạ. À. Đây cái này xong rồi thì ít thau dừa thau đâu. Nước sôi rồi trộn nào. Cái miếng này lại hỏng không? Hỏng cho anh ăn với chứ. Anh đứng cạnh em mà. Trời anh quên mất. Sao vậy anh? Tức hai anh quên. Nãy giờ thay phiên nhau ăn á giờ. Nó bị hỏng. Ăn sao rồi đâu còn hả ta? Đâu còn để bỏ lên cô lào đâu. Đâu còn để bỏ lên cô lào đâu. Ủa anh nhúng được câu lầu chưa? Bị hỏng quá. Ít nước quá hả? Ít nước quá nên phải đổ thêm nước. Trời ơi nãy giờ em thấy hai anh thay phiên nhau ăn quá trời ăn vậy. Phải là nó bị hỏng nè em nhìn nè. Nó cứ bị hỏng. Nó cứ bị hỏng. Em cũng muốn ăn mấy cái hộp bị hỏng. Không ăn thịt nữa, giờ lấy rau sống chấm một ít cái nước tương còn thừa đây coi nè. Chấm nước tương còn thừa nó cũng vẫn ngon không? Đây, em thích bị hỏng nè. Dạ. Em chấm nước tương. Chấm tương à? Ngon quá không? Hỏng nữa nè. Em biết em bị hỏng cái gì không? Không biết. Em bị hỏng nhân cách. Em bị hỏng nhân cách. Ừ mà nói thì không phải là nó thiếu ý thức. Nhưng mà thật sự anh rất thích ăn vụng nha. Nhiều khi cảm giác mình đang nấu á. Nấu kiểu cái đồ ăn nó còn nóng, mình ăn rất là ngon. Rồi để con chan cái nước này vào. Thao để bớt lại đấy, nó nhiều quá. Bỏ ra sống đi. À rau sống mà. Không, rau sống mình bỏ vô dĩa xong mình gấp mình ăn đi. Ừ, anh ơi, cho em lấy cái đường phèn bỏ vô nha đàm. Bỏ một cục hả cô? Bỏ nhiều cục đi con. Bỏ đi. Bỏ nữa đi. Rồi, bật lên cho nó sôi đi, sôi con đường phèn là nhát súp. Nha đam, đường phèn đã chín chưa Vi? Chín luôn rồi anh. Chín rồi hả? Dạ. Cao lầu cũng đã xong rồi. Bây giờ lên mâm thôi. Cao lầu được coi là biểu tượng của ẩm thực Hội An. Sợi mì cao lầu làm nên nét đặc trưng của món này. Để sợi mì được vàng và ngon, người ta phải dùng loại tro nấu từ củ lao tràm, ngâm gạo thì mới tạo được độ giòn, dẻo, khô. Nước xay gạo phải là nước giếng Bá Lễ, một giếng nước rất nổi tiếng về độ không phèn, nước mát lạnh. Để thực hiện món ăn này cũng cần chuẩn bị rất công phu đấy nha. Đầu tiên, chọn miếng thịt ba chỉ thật ngon, ướp cùng tỏi băm, ngũ vị hương, bột ngọt, xá xíu. Sau đó trộn đều, ướp càng lâu, vị càng ngọt. Tiếp theo, đặt chảo dầu lên bếp, cho thịt vào chiên vàng hai mặt. Nhớ chở thịt thường xuyên để thịt không bị cháy nha. Khi thịt đã vàng đều, pha hỗn hợp nước tương, đường rồi đổ vào chảo. Để lửa liu riu đến khi thịt ngấm gia vị. Tép cao lầu là một phần không thể thiếu trong món này. Chỉ cần bắc chảo lên chiên cho tép cao lầu có màu vàng nâu là món ăn đã hoàn thành. Đã có cao lầu rồi, giờ nấu thêm nồi nước nha đam thành mát nữa là tuyệt vời. Nha đam lấy phần thịt, cắt hạt lựu vừa ăn, sau đó ngâm vào nước muối loãng. Bắc nồi lên bếp, nước sôi thì cho thêm đường phèn vào. Khi đường phèn đã tan, đun tiếp khoảng 3-5 phút là có thể thưởng thức được rồi. Kính
thưa quý vị và các bạn, bình thường thì Khoa sẽ nói rất là lâu trước khi vào món ăn, trước khi thưởng thức món ăn, nhưng ngày hôm nay sau một thời gian thảo luận thì quyết định là vào luôn, bởi vì ai cũng muốn ăn rồi, ai cũng thèm lắm rồi. Bây giờ không em nói nhiều nữa, ăn luôn thôi nhá. Dạ. Dạ, đưa đũa cho cô. Đây con gửi. Đây con gửi cô. Mỗi người một tô. Em tô này cho em nè, tô thịt nạc. Tô nào của em? À, em thích ăn không thích ăn thịt mỡ đâu không? Đây, con gửi cô đó. Em mời cô. Wow. Nếu con ngon, cô Lào là con phải nạn vô một muối chanh này nè, ngon. À, có một xíu chua chua nữa chứ đấy. Nè em miếng. Ít thôi, rồi. Chanh không Vi? Rau trời nè, ơi, ngon quá à, em đói bụng. Hấp dẫn quá, cái mùi thơm nó sọc lên mũi à. Con muốn bỏ qua cái công đoạn trộn nó ăn luôn nữa cô. Ngon quá. Sao em, ngon không? Nó giống như chè như mẹ em nấu luôn á. Wow. Vậy là mình, anh em mình nấu bằng mẹ Vi đấy. Thành công hả? Ngon không? Dạ, ngon quá luôn. Đây là lần đầu tiên con ăn cao lầu và cũng là lần làm con nghiện luôn á. Ngon quá. Nhưng mà anh em ăn rất là nhiều chỗ cao lầu rồi, mà không phải chỗ nào cũng ngon đâu nha. Đúng rồi. Có nhiều chỗ ăn là không có ra cái vị giống vậy đâu. Ờ, em thấy cái vị là hôm nay ngon là nhờ đâu? Nhờ cô nha. Đấy. Nè, cảm ơn cô nha. Nhiều ạ. Ăn nữa. À, cảm ơn Vi nhá. À. Nãy giờ đồ ăn ngon quá quên luôn. Vi em nhìn đằng sau đi. Ôi, em nhìn đằng sau trời đi. Ơi, đẹp dữ sợ. Trời ơi, một cái không gian mà xuất sắc. Em nói gì về không gian này đi Phát. Thì mình đang cổ. Đứng ăn giữa một cái thành phố cổ mà có thuyền bè rồi có lồng đèn rồi, giống như một cái ngày hội vậy đó. Trời ơi, quá đỉnh. Đỉnh nhưng mà cái lời miêu tả của em rất thường quá. Bình nghe hoa hậu người ta nói về cái khung cảnh bình dân này. Ai nghe cũng được nào hoa hậu. Bây giờ một người đẹp hãy nói về cảnh đẹp đi nào. Cảnh hôm nay lãng mạn. Anh thích bên nào ha? Em. Để anh tự nói. Ừ, anh nói để anh nói hợp lý hơn nhá. Ngày hôm nay với hai món ăn ngon như thế này, đằng sau là một dòng sông, nước chảy lập lờ, lăn tăn. Ở trên là những con thuyền nhẹ trôi. Bên trên là những đèn lồng xanh đỏ tím vàng. Bí nhân. Anh nghĩ nên để con đi đã. Đúng không? Cô, để cô đi. À, ngày hôm nay cô ăn món cao lầu tụi con nấu. Và trước cái cảnh đẹp như thế này và cái không gian bếp cũng đẹp như thế này thì cô có cái cảm xúc như thế nào ạ? Đứng bên một người đẹp như thế này. Đây là cô là rất là vui vì được tham gia chương trình với các con tại phố cổ Hội An. Các con ăn món cô làm này có thấy ngon không? Quá ngon. Quá ngon cô ạ. Thì nếu ngon là đợi xa nữa các con về đây, về Hội An. Con có alo cho cô sẽ làm món cô làm. Wow. Cứ ai về Hội An alo cho cô tưởng là sẽ có một món cao lầu cực kỳ ngon luôn. Thấy Vi ăn lấy ăn để kìa. Em có vẻ anh khỏe nhỉ. Ôi giời. Chết rồi, em ăn khỏe dễ sợ luôn á. Nhìn vô người ta không biết ai là hoa hậu nữa. Không sao em, mình ăn là cái để mình nuôi dưỡng cơ thể mà. Nè Vi. Thôi con cũng ăn thử. Đây chè nhỉ. Ôi em múc cho anh hả? Này ăn đi, mọi người ăn. À hồi nãy em ăn chè no rồi mà. Đâu cần ăn nữa hả? Em là kiểu sống gì mọi người á. Không thể tưởng lại được đồ ăn của Hội An. Quá ngon. Chè hạt sen nữa, xuất sắc. Thực sự. Quá ăn rồi, quá khóc luôn. Đồ ăn Hội An ngon quá. Trời ơi, anh với mọi người đang ở bếp nấu hùng hục mà em ở đây ăn chè là sao Phát? Anh đã nói mọi người em sống rất là người có đạo đức, mà bây giờ em cư xử thì làm sao được Phát? Em là kiểu sống vì mọi người á. Sống vì người khác thôi. Ừ. Đó, ăn cái chén cao lầu xong húp mấy muỗng chè nha Đam. Sống như vậy mới là sống chứ. Đằng sau cảnh nó đẹp như thế này, đúng không? Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, nếu các bạn đặt chân tới Hội An thì chắc chắn với các bạn một điều rằng phải thử ăn món cao lầu, bởi vì quá ngon luôn, quá xuất sắc. Và mọi người ăn, sau đó mọi người sẽ nhớ mãi cái hương vị của cao lầu. Dạ, con cảm ơn cô Thưởng rất là nhiều vì đã bớt chút thời gian của mình tới đây chỉ tụi con nấu món cao lầu. Thật sự ăn cực kỳ ngon, ăn cực kỳ đã luôn ạ. Và cũng không quên cảm ơn Tiểu Vi đã dẫn anh cũng như là Phát đi thăm phố cổ, ăn những cái món ăn cũng rất là ngon luôn. Và tụi anh cũng được vinh hạnh, vinh dự và có diễm phúc là được em, một người hoa hậu,
nấu cho ăn. Rất muốn đứng ở đây tâm sự với mọi người nhiều hơn nhưng thời lượng của chương trình cũng đã hết rồi. Mọi người đừng quên khung giờ phát sóng của ẩm thực kỳ thú vào lúc 15 giờ chiều chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3, chương trình do Đài Truyền hình Việt Nam thực hiện. Cảm ơn nhãn hàng Cholimix cũng đã đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Hey. Bây giờ mình ăn no rồi, bốn chúng ta cùng xuống bơi một vòng đi con. Bơi cái gì? Rồi bơi hoài thôi. Chiều giờ anh cứ đòi bơi hoài. Bây giờ nó thấy cảnh đẹp nó muốn xuống nước quá rồi. Bây giờ không xuống bơi mà mình xuống thuyền nhá. Thôi mình xuống thuyền mình đi. Xuống đi nha. Thuyền ngắm, okay. Ngắm Hội An một vòng nhá. Cholimex Foods hân hạnh đồng hành cùng chương trình.